Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Dinh dưỡng, chìa khóa vàng cho sức khỏe. Tác giả: Tiến sĩ Lisa Hart. Bác sĩ: Darwin Dean. Người dịch: Nguyễn Thị Thanh Thảo. Hiệu đính: Bác sĩ Lương Lễ Hoàng. Giọng đọc: Hoàng Mai. Thuốc tốt trong tầm tay. Thức lâu mới biết đêm dài. Phải qua thời gian thử lửa mới biết vàng ròng hay không. Nhiều tiến bộ nhảy vọt về kỹ thuật phân tích ngành y trong nhiều thế kỷ qua đã theo đuổi chiến thuật đặt hóa chất tổng hợp vào vị trí tiền đạo trong đội hình phòng chống bệnh tật. Đúng là có hiệu quả khi dùng thuốc đặc hiệu đúng chỉ định. Nhưng sau nhiều công trình nghiên cứu đại trà kéo dài hàng chục năm, thầy thuốc bắt đầu vừa phân vân vừa lúng túng vì tác dụng phụ của thuốc hóa chất là vấn đề không thể chối cãi. Lý do rất đơn giản, hóa chất tổng hợp cho dù có cấu trúc dập khuôn hoạt chất thiên nhiên vẫn không an toàn khi áp dụng dài lâu nếu so sánh với tác chất từ nguyên liệu thiên nhiên. Sinh tố E tổng hợp đúng là có tác dụng kháng oxy hóa như mong muốn, nhưng vẫn thiếu gì đó khi so sánh với thành phần cũng là E trong rau quả. Magie tổng hợp tuy vẫn có tác dụng chống stress, nhưng khi so sánh với magie trong ngũ cốc thì 10 phân chưa vẹn 10. Không quá khó hiểu để tìm ra nguyên nhân, sinh tố, khoáng tố hay bất cứ tác chất nào trong thực phẩm tuy hàm lượng không cao bằng thuốc hóa chất tổng hợp nhưng tác dụng lại tối ưu vì bên cạnh đó bao giờ cũng có sẵn nhiều hoạt chất sinh học khác có tác dụng hỗ trợ. Nói cách khác, cho dù khéo cách mấy thì phòng thí nghiệm vẫn chưa thể thiết kế công thức thuốc bổ với tỷ lệ như thành phần trong món ăn. Chính vì thế, nếu không có nhu cầu điều trị cấp bách, áp dụng thực phẩm với tri thức y học như lời dạy của Hippocrates, hãy xem thực phẩm như thuốc để dùng thực phẩm như dùng thuốc là phương án mang ý nghĩa phòng bệnh, vừa an toàn vừa tiện dụng vì không có thuốc nào ngon như món ăn, rẻ như thức uống. Cũng từ nhận thức đó mà First New Chí Việt đã đưa loạt sách Nutrition for Life đến tay bạn đọc. Với hình thức trình bày trang nhã, với nội dung mạch lạc, bộ sách này chắc chắn là thông tin thực tiễn cho mọi giới độc giả muốn phòng bệnh hơn chữa bệnh, muốn có bệnh mau lành, muốn mượn hoạt chất thiên nhiên để huy động tiềm năng của sức đề kháng. Từ quan điểm của nhà điều trị cần hiệu quả lâu dài và nhất là từ nhu cầu thiết thực của người bệnh, chúng tôi ước mong những người làm sách với tâm huyết của First New sẽ tiếp tục chân cứng đá mềm để gieo mầm trước gió qua những ấn phẩm như Nutrition for Life. Vì mỗi trang sách chắc chắn hữu dụng hơn 100 viên thuốc đắng. Bác sĩ Lương Lễ Hoàng. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, thư viện sách nói First New. Phần 1: Ăn uống thông minh. Thức ăn cung cấp dưỡng chất cho mọi hoạt động tâm và thể của chúng ta. Khoảng 1/2 đến 2/3 số năng lượng từ thức ăn được dùng để duy trì các chức năng cơ bản. Các hoạt động được thực hiện một cách vô thức như duy trì nhịp tim, hít thở, điều hòa thân nhiệt, vân vân. Số còn lại để thực hiện các hoạt động có ý thức, từ trạng thái vận động tại chỗ đến trạng thái vận động tích cực, toàn bộ nhu cầu năng lượng sẽ được đáp ứng bằng thức ăn hoặc bằng năng lượng dự trữ của cơ thể. Dinh dưỡng và sức khỏe. Hãy điểm lại những gì bạn đã ăn trong một ngày. Rất có thể thực đơn của bạn
bao gồm nhiều loại thức ăn khác nhau với nhiều dưỡng chất thiết yếu, song vẫn thuộc bốn nhóm cơ bản là lương thực, gạo, ngũ cốc, bánh mì, khoai, vân vân, rau quả và trái cây, sữa và các sản phẩm từ sữa, thực phẩm giàu protein, thịt, cá, trứng, đậu. Trong phần tiếp theo của quyển sách này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết các chất dinh dưỡng, chất đạm, protein, chất béo, lipid, chất đường, carbon hydrate, chất xơ và vi chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất, cũng như cách cơ thể sử dụng các chất dinh dưỡng. Thức ăn của chúng ta có chứa những gì? Thực phẩm thường được phân loại theo thành phần chủ yếu như chất đường, chất đạm, chất béo hoặc chất xơ. Tuy nhiên, hầu hết các loại thực phẩm đều có chứa gần như đầy đủ các thành phần trên, cũng như một lượng nhỏ vitamin và khoáng chất với tỷ lệ khác nhau. Mỗi loại thực phẩm chúng ta ăn vào đều cung cấp một số dưỡng chất nhất định, nhưng không một nhóm thức ăn riêng lẻ nào có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu dinh dưỡng. Vì vậy, phải có một chế độ ăn uống đa dạng, bao gồm nhiều nhóm thực phẩm. Ngoài ra, việc kết hợp một số loại thực phẩm với nhau cũng giúp hấp thu tối đa dưỡng chất. Ví dụ, kết hợp thức ăn giàu vitamin C với thức ăn giàu sắt có thể cải thiện khả năng hấp thu sắt của cơ thể. Mời bạn lướt sang trái để xem hình. Dưỡng chất đa lượng và dưỡng chất vì lượng. Tất cả các loại thức ăn đều chứa hai loại dưỡng chất chính yếu, dưỡng chất đa lượng và dưỡng chất vì lượng. Cơ thể cần một lượng lớn dưỡng chất đa lượng để tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh, cung cấp năng lượng để cơ thể thực hiện tất cả các chức năng và các hoạt động hàng ngày. Dưỡng chất đa lượng bao gồm chất béo, protein, chất đạm, carbon hydrate, chất bột đường và chất xơ. Hầu hết các loại thực phẩm đều có chứa những dưỡng chất này với tỷ lệ khác nhau. Dưỡng chất vì lượng, vi chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin và khoáng chất. Sở dĩ có tên gọi như thế là bởi vì chúng được tìm thấy trong thức ăn với số lượng rất nhỏ, nhưng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc duy trì các chức năng bình thường của cơ thể và hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa. Cách tốt nhất để bổ sung các vi chất dinh dưỡng là hàng ngày nên ăn các loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt như khi có thai, bệnh tật mới cần dùng thuốc có vitamin và cũng chỉ nên dùng theo sự chỉ định của bác sĩ. Năng lượng từ thức ăn. Ngoài việc cung cấp dưỡng chất, thức ăn còn cung cấp năng lượng cho cơ thể. Khoảng 1/2 đến 2/3 số năng lượng từ thức ăn được cơ thể dùng để duy trì các chức năng sống cơ bản, các hoạt động được thực hiện một cách vô thức như duy trì nhịp tim, hít thở, điều hòa thân nhiệt, vân vân. Lượng năng lượng tối thiểu mà cơ thể cần để thực hiện các chức năng trên là do tỷ lệ chuyển hóa cơ bản. BMR quyết định. BMR được đo khi cơ thể ở trạng thái không hoạt động thể lực lẫn tinh thần, ngủ sâu. Ngoài ra, chúng ta cũng sử dụng năng lượng để thực hiện các hoạt động có ý thức từ trạng thái vận động tại chỗ đến trạng thái vận động tích cực. Toàn bộ nhu cầu năng lượng sẽ được đáp ứng bằng thức ăn hoặc bằng năng lượng dự trữ của cơ thể. Tính toán nhu cầu năng lượng. Nhu cầu năng lượng của mỗi người phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tuổi tác, giới tính, hoạt động thể lực, khối lượng cơ bắp, thân nhiệt. Ngoài ra còn tùy thuộc vào giai đoạn phát triển của cơ thể, thời kỳ mang thai và cho con bú, giai đoạn hành kinh, bệnh tật, tình trạng bị nhiễm trùng, số lượng thức ăn hay thời lượng giấc ngủ và hàm lượng nội tiết tố, hormone. BMR là một đại lượng đo lường mức năng lượng mà cơ thể cần để thực hiện các chức năng sống cơ bản. Tốc độ chuyển hóa đạt ở mức cao nhất khi chúng ta còn nhỏ và giảm dần sau 10 tuổi. Do nam giới có khối lượng cơ bắp nhiều hơn nên thường có tốc độ chuyển hóa cao hơn và vì vậy mà cần nhiều năng lượng hơn phụ nữ. Do khối lượng cơ bắp giảm dần theo tuổi tác nên người già có tốc độ chuyển hóa thấp hơn và cần ít năng lượng hơn. Sau đây là các ví dụ
về nhu cầu năng lượng cho các hoạt động khác nhau ở người trưởng thành. Người ít vận động 11,5 kcal trên 450 gram trọng lượng cơ thể một ngày. Người chỉ vận động nhẹ 13,5 kcal trên 450 gram trọng lượng cơ thể một ngày. Người vận động vừa phải và tập thể dục thường xuyên 16 kcal trên 450 gram trọng lượng cơ thể một ngày. Người vận động nhiều như các vận động viên thể thao, người lao động chân tay và bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục 18 kcal trên 450 gram trọng lượng cơ thể một ngày. Calo và năng lượng. Năng lượng nhận được từ thức ăn được đo bằng đơn vị calo. Tuy nhiên, vì một calo tương ứng với một lượng năng lượng rất nhỏ nên đơn vị kilocalo thường được sử dụng. 1 kilocalo bằng 1.000 calo. Mỗi loại dưỡng chất sinh ra một lượng năng lượng nhất định, ví dụ như 100 gram protein 400 kilocalo, 100 gram carbon hydrate 400 kilocalo, 100 gram chất béo 900 kilocalo. Cơ thể xử lý thức ăn như thế nào? Trước khi được sử dụng, các chất dinh dưỡng trong thức ăn phải được chuyển hóa thành dạng đơn giản mà các tế bào trong cơ thể có thể hấp thụ. Quá trình này có thể mất từ 1 đến 3 ngày, bắt đầu từ khoang miệng và kết thúc bằng việc tống xuất chất thải ra khỏi cơ thể. Thức ăn sẽ trải qua một quá trình biến đổi về mặt hóa học khi các dịch tiêu hóa phá vỡ những chất có cấu trúc phân tử phức tạp trong thức ăn thành những cấu trúc đơn giản hơn. Chẳng hạn như protein được phân giải thành các axit amin, chất béo được phân giải thành các axit béo, glycerol và carbon hydrate được phân giải thành đường đơn như glucose. Các vitamin và khoáng chất là những phân tử cực nhỏ mà cơ thể có thể hấp thụ nên không cần phải chia nhỏ thêm. Tại ruột non, mật do gan tiết ra giúp tiêu hóa chất béo, trong khi dịch tụy giúp phân giải tiếp chất bột đường protein và chất béo. Các chất dinh dưỡng được hấp thu vào máu qua thành ruột. Phần thức ăn không được tiêu hóa và hấp thu sẽ được thải ra ngoài. Mời bạn lướt sang trái để xem hình. Hệ tiêu hóa. 1. Miệng. Quá trình tiêu hóa bắt đầu tại đây. Thức ăn được nghiền nhỏ nhờ hoạt động kết hợp giữa răng, lưỡi và cơ hàm. 2. Tuyến nước bọt. Men amila trong nước bọt làm ẩm thức ăn và giúp phân giải tinh bột. 3. Nắp thanh quản. Mảnh xương sụn này đóng kín khí quản lại khi ta nuốt thức ăn. 4. Thực quản. Thức ăn được đẩy từ cổ họng xuống dạ dày thông qua nhu động của thực quản. 5. Gan tiết ra gần 1 lít dịch mật mỗi ngày và là cơ quan dự trữ các vitamin A, D, E, K. 6. Dạ dày. Thức ăn lưu lại trong dạ dày khoảng 5 giờ để được bóp nát và hòa lẫn với dịch vị. Trong dịch vị có chứa axit giúp tiêu diệt vi khuẩn trong thức ăn và các enzyme, giúp chuyển hóa protein thành các axit amin. Hỗn hợp chất lỏng sau quá trình này gọi là dưỡng chấp và được chuyển xuống ruột non. 7. Túi mật là cơ quan chứa mật do gan tiết ra và phóng thích mật vào ruột non để giúp tiêu hóa thức ăn. 8. Tuyến tụy tiết men tiêu hóa vào ruột non. 9. Ruột non. Ruột non là một ống dài gồm có tá tràng, hồng tràng và hồi tràng. Tại đây thức ăn được hòa trộn với nhiều dịch tiêu hóa nữa. Các chất dinh dưỡng bao gồm vitamin và khoáng chất được hấp thu vào máu. 10. Ruột già. Trong ruột già có chứa nhiều vi khuẩn đường ruột giúp tiếp tục tiêu hóa các dưỡng chất còn lại trong thức ăn, nước và các dưỡng chất do vi khuẩn phân giải được hấp thu vào máu. 11. Trực tràng. Phần được giữ tại đây trước khi được thải ra khỏi cơ thể. 12. Hậu môn là nơi kết thúc của ống tiêu hóa đảm nhiệm việc thải phân ra ngoài. Hết phần 1.
Voi FM, ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ, chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng. Còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.